Bayern tiến thêm một bước đến ngôi vương Bundesliga. Chiến thắng đậm 6-0 trước Schalke ở vòng 32 Bundesliga tối ngày 13 tháng 5 giờ Hà Nội giúp Bayern Munich tiếp tục dẫn đầu giải đấu. Đội bóng của huấn luyện viên Thomas Tuchel đã không phạm sai lầm nào khi tiếp đón đối thủ đang vật lộn trong cuộc đua trụ hạng như Schalke 4. Bayern có dấu hiệu hồi phục phong độ trong thời gian và chiếc đĩa bạc Bundesliga là danh hiệu sẽ giúp họ thoát khỏi mùa giải trắng tay. Sức ép nghẹt thở từ đội chủ nhà giúp họ có bàn thắng mở tỷ số ở ngay phút 21 do công của Thomas Müller. Đến phút 29, Joshua Kimmich thực hiện thành công quả penalty giúp câu lạc bộ xứ Bavaria vượt lên dẫn 2-0 chỉ trong hiệp 1. Bayern đã có tới 70% thời lượng bóng, tung ra tới 14 cú sút về phía khung thành đối phương. Hưng phấn sau hai bàn dẫn trước, Bayern tiếp tục dồn ép đối thủ ở hiệp 2. Lần này người hùng của đội chủ nhà chính là Gnabry. Cựu tiền đạo Arsenal lập cú đúp ở các phút 50 và 65, sau đó là hai pha lập công của cầu thủ vào sân thay người Matisse theo vào phút 80 và Nasser Mazraoui ở phút 90+2, qua đó ấn định chiến thắng 6-0 cho Bayern. Ở chiều ngược lại, Schalke gần như chịu trận, họ không có nổi một cú sút trúng đích nào về phía khung thành thủ môn Jan Sommer. Đội bóng vùng Ruhr tiếp tục gặp khó trong cuộc chiến trụ hạng khi tụt xuống vị trí thứ 16 trên bảng tổng sắp Bundesliga. Với Bayern, 3 điểm có được ở trận đấu này giúp họ tiếp tục dẫn đầu Bundesliga sau vòng 32. Đội bóng của huấn luyện viên Tuchel cũng tạo ra khoảng cách 4 điểm với Dortmund trong bối cảnh chơi nhiều hơn đối thủ một trận. Hiệu số của Bayern lúc này, cộng 55, cũng vượt trội đối thủ Dortmund, cộng 33. Chỉ cần 5 điểm trong hai vòng đấu cuối, Bayern 99% sẽ bảo vệ được ngôi vô địch nước Đức mà không cần quan tâm đến kết quả của Dortmund.